Ngu của mẹ, Ok, em đi hello mua anh cho em, bố chúng mình đi quay mua trở được lại với chế quá. Dạ đi ra, to video, phúc. Ok, Đi ra, đi. ui Ok, ok, chào mừng anh em trở lại với chương trình. Hôm nay mình sẽ review pack của fan tiếp. Yeah, hôm nay chúng ta có tận 3 cái pack. Chắc video này dài 30 phút. Một cái pack 10 phút. Thì tính là vào trận mình sẽ cái pack luôn. Ok. Hiện tại trước chúng ta có một cái pack tên là pack 16x. He he. Oh shit. What the fuck, nhìn Sky giống rất là thật. Ok, vào trận trước. Kiếm này. Ê, đứng im. Đó anh, kiếm. Khi liệu một team chúng ta sẽ chấm điểm sau. Ok. Ok. Cái block của ông nó khác thôi đúng không? Yes. Đỏ sang kìa, đỏ sang kìa. Đó là đỏ. Đây muốn chơi. Ui giời, ông ơi, tu. Đập đi, đập đi. Ok. Nó leo lên trên tầng, nó chuẩn nhảy xuống, nó về nhà mình. Đang sau. Ok, xong. Ok, bắt đầu đến cái phần chấm điểm thì cái kiếm này ấy, mình thấy giống kiếm của thằng Muzak ở trong Linh Quân ấy. Muzak siêu Việt. Kiếm sát nhìn trông đẹp nhất. Đây là kiếm đá. Thì cái kiếm này nó cái vãi. Ông đi ơi. Thì mình sẽ chấm cho nó là kiếm mình trông đặc biệt. 9,5. Còn cái block này á, thì đầu tiên là cái block này nó dễ đạt hơn. Tích hợp cho mấy anh em nào mà thích clutch hay là god brick, mình thì không god được. Thì cái block này mình có uổng. Chơi được. Oh my god. Thì cái block này á, trông khá là smooth đấy. Ok, chấm nó là 8. Còn với cái icon á, mình cũng chả có nhận xét gì nhiều về cái icon dưới này cả. Bởi vì nó đẹp ấy. Đây, Sky sáng. Sky, ui. Sky kiểu hoàng hôn này. Ôi, buổi tối nhìn vũ trụ ấy nhở. Chắc mình sẽ để hoàng hôn chơi cho nó đẹp. Ok vào, đi. Ê, kìa, ping sang. Oh shit. Đánh thể. Con này thích speedrun mà. Dạ. Đi ra phá rừng luôn, ông đánh nó đi. Lại đấy. Nào. Hay quá không? Nào. Làm gì? Ôi. Tôi vừa bị giật lại. Ok, còn tí nữa. Ok. Đây. Go. Này, team up. Gì vậy? What? Ok, what to do go là ông nhảy luôn chứ. Bên kia. Bên. Ui, chết một kill. Tức tay. Chậm quá, tôi chậm hơn nó tí. Help me. Oh, I'm... Ok, vô, bỏ em vào vô. Ok. Ê, tụng nó có được cái gì? Cái gì vừa mới? Sao lại như thế? Ok, tốt. Okay. Trên đầu có. Ôi, what? Cái gì? Ăn được rồi kìa. Ôi nó khó lắm. Quay nó phải. Ui vãi. Giờ xíu. Bỏ bé rồi. Ôi. Ok, giờ chúng ta chuyển sang một cái pack khác. Vì do hai bên hai biết số chơi khó quá. Đây là bọn mình chuyển về server thân thương 3FMC.
Ok, vào trận lại dùng back tiếp. Chúng ta đến với back thứ hai. Chúng ta có Sài Gòn xưa. Một cái back do thằng em trong server mình nó làm. Cái back lâu quá. Ok, và đây là back của chúng ta. Em hãy em hãy tự đánh giá trước. Yep. Buông hạt mưa rơi xuống. Đang giật buồn hạt mưa rơi xuống khung trăng lắng im. Là con người ở gần bên mưa rông phải vẫn đứng ngay đây và chờ bóng rơi trong quan tâm ngày đêm. Cái si tình này tròn ra phía sau thầm nhớ say mê ánh mắt từng cặp ở cháy lên con người tình. Hết rồi. Chúng ta có một cái nó trông khá là bách này thì khá là Việt Nam. Khá là Việt Nam. Ngôi sao kìa. Ok, chúng ta sẽ vào luôn. Bình 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 bình. Ok, ui dồi. Quả sắt này, quả vàng này, ui dồi. Cloud sao mọc như thế. Red là bad rồi mà. What the. Sao nó lại có tiếng Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn. Ui, cái bách này. Oh, what the fuck. Hôm nay mình được review 3 cái bách lại trong ngày hôm nay. Từ từ. Đấy phải 8 máu, thằng ta 8 máu rồi. Hay quá. Tèo đét. Fire bow. Fire bow châm đi, Sniper. Dữ lắm đấy được không? Không. Em thêm một người anh chàng. Dễ hơn. Tao vết cái kia đó. Ây. Vãi thật. Sky buổi sáng, buổi tối đây chúng ta có. Yep, mình nghĩ là dùng Sky buổi tối nó ok hơn. Ông ơi, vào trận đây. Hai bet đi. Chúng bet đâu? Chưa được phát break my man. Oh. Ôi không đánh được ạ. À. Ôi. Tôi có MR, tôi đi mua thuốc. Ui, ui ôi, tí nữa mất thuốc kiểu. Ok, xuống. Cái gì này? Ok. Mày AFK. Có thằng trốn trong này. Tiên nó luôn. Ok, thử sang nhà Blue bởi vì Blue có hai người đây. Ok. Blue bay back rồi mình. Nhờ đấy nhỉ. Nó sang luôn đi, ơi. Ui, mày khó quá. Oh shit. Ok thì mình mới nói là mình chơi với anh em được khoảng một lúc rồi mới nhận ra là máy mình hết dung lượng. What? Nên là mình không quay được cái đoạn review pack cuối cùng. Nên là mình sẽ quay lại vào ngày hôm nay. Thì hiện tại đang là mùng 2 Tết. Chả biết cái video này mình sẽ đăng vào ngày bao nhiêu nữa. Nhưng mà mình vẫn chúc anh em có một năm mới. Rồi pack cuối cùng mình sẽ review luôn. Để vào trận cái đã. Chúng ta có pack ở đây là pack Tết của Danny. Thì anh bạn này cũng làm YouTube khoảng gần 500 sub rồi. Thì mình muốn anh em có thể sub cho anh bạn lên 500 sub. Ok. Mới đồ vào chúng ta vắt thì ra một cái kiếm hình cái bao lì xì. Chúng ta có một bộ giáp Tết. Sự cảnh là có cái mặt cười. Oh hello my friend. Wait. Oh my god, phát được dựng. Ok, phát được dựng rồi nha. Mày. Và chúng ta có một cái dìu à. Cái dìu này nhìn giống như kiểu cái phong bì. Ừ. Còn cái cúp này thì nó là một cái chổi lông gà. Em, bánh này thì anh em có thể dùng trong Tết có vậy. À được rồi, kiểu mấy anh này nào mà làm YouTube ấy. Yep. Review rất là ngoan luôn.
Ngô Fireball tôi thề. Ok my friend. Ơ, mất giường rồi. Ơ, what? Không, nghĩ là tệ đấy. Ui vãi, đánh mắc đâu. Ui má. Sky, đây Sky buổi sáng anh em, anh em thấy rồi. À, hay sổ đúng khó luôn. Không biết chơi kiểu gì cho nó. Xuống đi. Ê, nhưng tính ra thằng đấy nó tỉnh clutch thật đấy. Giáp gì đấy? Sao không được? What? What the fuck? Hay quá. Mình mất khá nhiều thời gian để quay video ấy. Để còn bị tốn cả dung lượng nữa, mình cũng cả dành thời gian ra cả để xóa bớt dung lượng nên là anh em phải biết thương mình. Anh em phải biết thương mình chứ, anh em phải like, subscribe cho mình đi. Mình cố gắng mình làm thêm nhiều video này. Ok. Ok. Mị. Vừa nãy là cái quả fireball nó cứ kiểu bị nó bị lỗi hình ảnh ấy. Ờ đúng rồi. Có mỗi aqua thôi. Oh my god. Oh my god. Bài này thì anh em thực sự nên chơi nha. Thôi xuống nha. Ui, what the fuck? Đi chết. Ui, what? Oh my god. Đùa nhau. Thật. Ok, thì dù sao cũng cảm ơn anh em đã xem hết video này. Ui dồi ôi, món này trời game toàn thua. Ok, dù sao thì đây cũng là một cái pack có vẻ khá là được. Ok, cảm ơn anh em xem video này nhá. Chúc anh em năm mới vui vẻ.